chào các bạn đang đến với chương trình hướng dẫn cắm hoa ha. Hôm nay mình chia sẻ là chúng ta một cái mẫu hoa, và mẫu này mình có thể áp dụng được cũng ở rất là nhiều những cái nơi mà mình muốn đặt lên ha. Không có giới hạn ở đâu hết. Và cái mẫu này á là chúng ta sẽ sử dụng khá là nhiều lá nha các bạn. Ở đây á mình đang chuẩn bị một cái bình thủy tinh này các bạn. Bình thủy tinh này mình chưa có đổ nước vô, các bạn có thể đổ nước vô để các bạn thiết kế cái bình thủy tinh ha. Còn không thì không sao hết. Cái bên trên đây á mình sẽ cột là 1/2 cục xốp. Đây các bạn ha. Rồi. Đây á là mình sẽ sử dụng cái cây cái lá này được gọi là lá sơn tùng nha các bạn. Đó. Đây, ở vị trí này mình sẽ cắm lá sơn tùng. Ở vị trí bên đây á. Mình cắm cái cây thủy trúc nha các bạn. Thank you.
đây là phần mình che sốt mà các bạn. Đó. À, đây là phần phía trước ha. À, các bạn thấy á, là đây á, là mình sử dụng là cây sơn tùng này, cây thủy trúc nha. Đó, nếu mà thủy trúc ở đây á, mình mà muốn đẹp thì mình sẽ chuyển màu lên ha. Rồi tiếp theo ở đây là mình đang sử dụng là ba bông hoa hồng màu đỏ, một cái cành hoa lan hồ điệp màu tím. Rồi bên đây á, là mình sử dụng là bốn cái lá dừa kiểng ha. Bên trong này là lá chanh, mình có sơn màu trắng lên đó các bạn. Trong quá trình anh chị em các bạn thực hành mà có những cái gì mà còn chưa rõ thì hãy comment cho mình nha. Bình hoa này mình sẽ áp dụng được ở rất là nhiều các cái vị trí mà mình có thể sử dụng được, đều rất là đẹp luôn ha, mà nó rất là dễ thương nha các bạn. Trong quá trình chị em và các bạn thực hành mà có gì mà còn thắc mắc thì hãy comment phía dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.